ba con quấn mẹ con. Mẹ con thấy. Dạ. Ba mẹ con không có dành nhiều thời gian để quan tâm đến con và em con. Là con ở từ lúc nhỏ xíu luôn hay sao? Dạ. Mà con có biết lý do tại sao mà ba mẹ con lại ở một nơi khác, đi xa như vậy không? Con có hay gặp ba mẹ không? Dạ, lâu lâu con ơi. Một tháng. Một tháng? Mà con có biết về công việc của ba mẹ không? Dạ không. Ba mẹ về thăm hay là cô Út chở con đi thăm? Dạ, cô Út chở con đi thăm. Ba mẹ không về thăm? Dạ không. Tấn Tài ơi, dạ. Giờ cô hỏi những người con đã nhắc đến trong đây nha. Dạ. Út Thủy, con nói về Út Thủy của con đi. Dạ, cô Út con rất là yêu tính, hòa đồng. Út Thủy đã hy sinh nhiều đến con và cho con ăn học. Bà nội bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, bà nội năm nay 60 tuổi. Con ở với Út Thủy, dạ, với lại bà nội từ nhỏ. Dạ. Hôm nay là Tấn Tài bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con 12 tuổi. Còn em của con? Dạ, em con 5 tuổi. Là 12 năm con ở với Út Thủy với lại bà nội. Dạ. Tại sao vậy? Tại ba mẹ con đi làm, ba mẹ con không có dành nhiều thời gian để quan tâm đến con và em con. Là con ở từ lúc nhỏ xíu luôn hay sao? Dạ. Mà con có biết lý do tại sao mà ba mẹ con lại ở một nơi khác, đi xa như vậy không? Con có hay gặp ba mẹ không? Dạ, lâu lâu con ơi. Một tháng. Một tháng? Mà con có biết về công việc của ba mẹ không? Dạ không. Ba mẹ về thăm hay là cô Út chở con đi thăm? Dạ, cô Út chở con đi thăm. Ba mẹ không về thăm? Dạ không. Là con đã được gửi từ nhỏ và cứ thế con lớn lên mỗi ngày. Dạ. Ở bên nội. Nhưng mà cô Út của con á là đã có gia đình chưa? Đã dạ có chưa. Gia đình riêng chưa? Dạ chưa. Mà lo cho tụi con, lo cho hai anh em con. Dạ. Mà cô đoán là nếu như vậy thì cô Út cũng lo cho hai anh em con cũng giống như là một người mẹ rồi. Tại vì phải làm hết mọi thứ rồi. Còn thi thoảng là chở con đến gặp ba mẹ con nữa là cả tháng mới một lần. Dạ. Còn hàng ngày thì coi như là cô Út con phải làm hết. Dạ. Bình thường một người mẹ chăm con thì đã khó rồi, mà huống hồ là rất là một cô gái đi, còn dạ, độc thân chưa có gia đình. Thế thì cái việc mà phụ với lại bà nội để chăm hai bé thì nó có những cái khó khăn gì nhiều không Thủy ha? Dạ, em cảm thấy nó cũng không có gì khó khăn. Cái đó là cái xuất phát từ cái tình thương của mình đó. Mình dành cho hai bé, giống như mình em cảm giác như đấy là con của em, chứ em không cảm giác như đó là cháu mình nữa. Còn con nói là ba con á bớt ăn nhậu lại để chăm sóc con và em con, nên là ba con là người hay uống phải không? Dạ. Con biết điều này từ lúc nào? Biết hồi lâu rồi. Ba con quấn mẹ con. Mà con thấy. Dạ. Mà cũng do ba con hay uống, thành ra là ba con không có kiểm soát được mình, đúng không? Dạ. Và bây giờ vẫn vậy hay như thế nào con? Dạ, cũng vậy. Con nghĩ đó có phải là lý do mà mình được gửi về bên nội không? Dạ. Con rất sợ ba con khi uống. Tại khi có những lần mà ba quýnh mẹ nên mẹ cảm thấy không có yên tâm gửi về bà nội. À, cái này là mình tự đón bé về hay là ba mẹ gửi bé qua? Dạ, tại vì em thương quá em đón. Tại vì em thấy ba mẹ cũng cực á. Rồi làm cũng không có thời gian, nhiều khi bố cũng không có để ý tới bé nhiều lắm. Rồi nhiều khi có lắm lúc bố hơi nóng tính, rồi có những lúc mà vui quá chán với bạn bè nhậu rồi về, rồi không có thời gian để chăm cho bé. Thì em thấy như vậy em xót, em thương cháu. Thế là em cứ đón về đây hai mẹ con lo cho hai cháu. Vì bản thân từ nhỏ em cũng thiếu thốn tình thương của cha. Cho nên cái cảm giác mình hiểu được
hiểu được hai đứa cháu của mình nó thiếu thốn tình thương với cha. Tại sao mẹ con không có tính cái cách nào đó để có thể chăm lo cho con và em con mà lại giao phó hết cho bà nội và cô Út như vậy? Có bao giờ con giận mẹ không? Dạ không. Con có nói điều đó với mẹ của mình không? Dạ có. Con nói làm sao? Con nói mẹ sao không để con ở lại với ba. Mẹ con nói sao? Mẹ con nói thôi không được. Có lúc nào con cảm thấy rất nhớ ba mẹ mình không? Dạ có. Nhiều không? Tấn Tài. Dạ nhiều. Những lúc con nhớ quá con làm sao? Dạ có, con gọi điện thoại. Con có nói ra là ba mẹ con rất nhớ ba mẹ không? Dạ có. Rồi ba mẹ con nói gì? Ba mẹ con nói là cũng rất nhớ mà không thể ở đây được. Em con thì sao? Có nhớ ba mẹ không? Dạ có. Em con thì hỏi ba mẹ đâu. Con nói là ba mẹ đi làm xa rồi, không thể ở đây được đâu. Cô chẳng hiểu lý do vì sao mà lại phải như thế. Nhưng mà rõ ràng là như vậy thì sẽ rất là thiệt thòi. Rất là thiệt thòi cho con và em của con. Dạ. Cô hỏi thật là con có trách không? Dạ cũng có trách nhưng mà không có trách nhiều. Cô nghĩ con cũng đã phải chịu điều này từ sớm cho nên con cũng học cách chấp nhận nhiều thứ đúng không? Dạ. Và cô nghĩ rằng là với những gì con vừa nói ra, mặc dù nó rất là ít, con nói rất ít, con không có nói nhiều về hoàn cảnh của mình và những gì mình đang chịu, nhưng mà cô cũng hình dung được là nếu như không có bà nội và không có cô Út thì cuộc sống của con nó sẽ cũng không thể được như thế này luôn. Cho nên là thật sự là rất là biết ơn bà nội. Dạ. Và cô Út đã lo cho con. Nhưng mà nếu một ngày nào đó Út cũng sẽ có gia đình riêng của mình, con có ủng hộ Út không? Dạ có. Nhưng mà con có lo rằng nếu mà Út có gia đình riêng, Út có thêm những đứa con đó, thì Út sẽ không thể nào lo cho hai anh em con được nhiều nữa không? Con có lo? Dạ có. Em nghĩ là bây giờ mình cứ lo cho hai bé, cho hai bé tới lúc nào tới. Còn cái duyên của mình hay là cái sự riêng tư của mình đó, thì lúc nào đến là đến. Chứ còn có những lúc em không suy nghĩ tới điều đó. Có những lúc mình làm nhiều quá mình cũng tủi thân lắm. Nhưng mà rồi em cũng quen riết là như mình thành cái thói quen. Có nhiều người có thể là không hiểu và không thông cảm được cho mình. Em cũng có bạn, cũng có quen. Nhưng mà có những lúc cái thời gian của em á, em dành cho gia đình nhiều quá, dành cho công việc nhiều quá, thì có thể là người ta sẽ không thông cảm được cho mình. Bé thì ít nói nhưng mà bé tức là có những cái tâm tư riêng, mà có lẽ những lúc mà em không hiểu được và em cũng muốn bé chia sẻ với em á, nhưng mà bé ít nói, bé cũng không có chia sẻ được. Mỗi lần hỏi gì là dạ vâng thế thôi ạ. Nhưng mà cô tin rằng là cô Út của con đã lo cho hai anh em con từ nhỏ rồi á. Yeah. Dù cô Út có cuộc sống riêng như thế nào, cô Út cũng sẽ có cách để chăm sóc hai anh em con. Tại vì á, Út không có khai thác được nhiều đó Thủy. Dạ. Vì do cậu bé này á, khi mà hỏi đến hoàn cảnh gia đình đó anh Quân, bé rất là kiệm lời. Bé không có nói ra, mà mắt của bé long lanh thật sự là trực chờ là khóc tới nơi đó. Dạ. Nhưng mà không có muốn biểu lộ cho mình thấy nhiều. Dạ. Tại có những lúc em cũng có hỏi bé đó, thì con thấy ba như vậy con buồn không? Con có cảm giác con có muốn khóc không? Thì bé bảo là con là con trai, con không có thể nói được và con cũng không thể mà con rơi lệ được, không khóc được ấy. Con trai có khóc cũng không sao đâu con, mình buồn thì mình khóc thôi. Thật mà, con quá giỏi, quá mạnh mẽ luôn á. Chứ con trai của cô thì nhỏ hơn con chút, 9 tuổi, nhiều lúc buồn là khóc hu 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 luôn. Đúng như cô Ốc nói đó, tại vì sẽ có những lúc mình khi mà mình chia sẻ được đó con, thì dạ, nó sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn và người khác sẽ cho mình những ý kiến rất là hay đó Tài. Dạ. Ừ.
Vậy thì khi mà nhìn về gia đình ba của mình đó, thì con cảm thấy thế nào? À, con cảm thấy rất là buồn. Vì ba mình nhậu quá nhiều. Con có bao giờ nói điều này với ba không? Dạ không. Không. Vì con ít gặp ba hay là vì sao con lại không nói với ba điều này? Dạ, con ít gặp ba. Thủy ơi, nhưng mà Thủy cũng thấy những cái điều đó của anh mình á là thật sự nó không có tốt cho gia đình mình nói chung và không tốt cho những đứa con của anh ấy nói riêng. Mà tại sao không thể thay đổi được anh mình hả Thủy? Chắc em không nói chuyện được. Hai anh em giống như là không có thể chia sẻ được với nhau. Và em cũng có khuyên nhiều lần nhưng mà kiểu như là anh em không muốn lắng nghe luôn á. Nhưng mà bây giờ là cũng đỡ rồi. Tức là em cũng khóc nhiều và em cũng nói rất là nhiều. Và em cũng nói là em ở như vậy để mà lo cho hai cháu. Và em không muốn đi lấy chồng, cũng dính gì đó. Nhưng mà anh em cũng vẫn không hiểu. Anh em nói là thì cứ đi lấy chồng đi, mất gì, phải hả, vậy. Rồi khóc rồi nói. Mà anh em không hiểu được cái cảm giác của em. Cái cảm giác mà khi mà em đi lấy chồng rồi hai cháu sẽ như thế nào. Rồi mẹ em nữa. Cho nên em không yên tâm. Em không yên tâm gì đó. Rồi mẹ con có nói được ba không Tài? Dạ không. Ba con chửi mẹ con. Và tụi con thì mỗi lần thấy ba cũng càng không dám nói luôn. Dạ. Lúc mà chị thấy em với lại bé Tài trong bãi giữ xe á. Dạ. Thật sự chị nghĩ rằng là đây là hai mẹ con. Dạ. Chị hoàn toàn không biết rằng là em chỉ là cô của bé. Dạ. Vì một cái điều gì đó nó rất là tự nhiên, nó toát ra. Nên mình nghĩ là hai mẹ con đến quay hình bình thường thôi. Nên chắc là em chăm cho bé quá lâu rồi, cho nên là cũng không khác gì là con của em. Ừ. Từ lúc bé thôi, bố bé 1 tuổi thì bé về ở với em với nội. Nhưng mà lúc đó em có biết rằng là em sẽ phải nuôi bé luôn cho tới bây giờ? Dạ, em phụ mẹ rồi em cứ lo cho bé thế rồi. Em cũng cứ lo cho gia đình như vậy thôi. Em không nghĩ được điều gì hết. Em cứ nghĩ bé là như con của em. Em nghĩ là cháu của mình nữa. Em vừa đi làm này, vừa về lo cho bà nội nè, vừa lo cho hai bé thì em còn đâu thời gian cho mình nữa. Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Quên luôn đi rồi. Tại vì ở trong thì Thủy có chia sẻ là khi mà mỗi ngày tiếp xúc với bé và thương bé, coi bé như con ruột vậy đó, nên thành ra là những cái chuyện riêng tư cá nhân của Thủy thì gần như là bạn ấy cũng đã quên đi luôn. Nhưng mà chị, nãy chị có nói đó, trước khi mà cửa mở ra, chị có nói rằng thật sự là nếu như mà một người tận tâm như Thủy, giỏi sắp xếp như Thủy, dù cho là em có một gia đình riêng, em cũng sẽ tự biết cách để mà em bằng mọi cách em vẫn phải lo. Dạ, dạ, cho rồi. Coi như là hai đứa con của em. Dạ. Tại chứ em không bao giờ, em sẽ không bao giờ em bỏ con. Nhưng không phải là vì điều đó mà em phải nghĩ rằng là mình sẽ không có cái hạnh phúc riêng đâu Thủy. Chị nghĩ là một người như em sẽ xứng đáng gặp một người đủ bao dung. Dạ. Để mà cùng em lo việc này. Dạ. Không bao giờ em trách và em giận anh mình thì em coi như là không nói được rồi. Dạ. Còn chị dâu của mình là chị dâu, tại sao không có lo được cho các cháu mà lại phải để cái trách nhiệm này hết cho em với lại mẹ của em á? Em có giận vì điều đó không? Dạ không, chưa bao giờ em giận. Em tự nguyện em lo cho hai cháu và em tự nguyện lo cho mẹ, lo cho cả gia đình, chứ còn không ai buộc điều đó. Không hề, em không bao hề giận em anh em bất cứ một cái gì hết. Vì bản thân anh em á cũng là một người khám nội tâm. Anh ấy không phải là không nghe, nhưng mà có đôi lúc anh ấy bị áp lực cuộc sống, anh ấy không làm được nhiều điều mà anh ấy mong muốn. Tại vì anh ấy cũng có ước mơ, anh cũng muốn anh học nghề xong anh ra anh làm, anh cũng có nhiều cái công việc và nhiều cái ước mơ của anh. Nhưng mà do gia đình em ngày xưa cũng không có điều kiện để mà lo cho anh tới nơi tới chốn. Thì lắm lúc có những cái ức chế của anh trong lòng anh á, anh không thể mà chia sẻ được với ai hết. Vì em với anh trai em là cũng mồ côi cha từ nhỏ, cho nên khi mà anh trai không chia sẻ được cái điều mà mình ước mơ hoặc là những hoài bão của mình với ai á, thì cái ức chế trong lòng của anh trai nó nhiều quá. Thì anh trai em là lúc đó mới xa vào và cứ buồn là đi nhậu, buồn là đi uống rượu thôi. Cho nên sau này là kiểu nó cũng không có để ý về tới con cái hết. Cho nên em cũng có nói với anh trai em là đừng để con mình nó thiếu thốn tình thương giống như mình ngày nhỏ. Thì anh trai em lúc tỉnh táo thì không có nói gì hết á, cứ thế thôi. Nhưng mà khi lúc mà nhậu vào á, thì cái sự ức chế trong lòng mình á,
mình không có thể nói ra được, thì lúc đó mà mới quậy quậy lên, xong rồi làm cho mẹ em buồn, làm cho mẹ em khóc. Xong rồi em chứng kiến cái cảnh như vậy á, xong em ám ảnh, em sợ luôn. Em cảm giác như là mình không còn có một cái gì niềm tin vào tình yêu hay niềm tin vào cuộc sống gia đình vợ chồng luôn á. Em sợ gặp một người chồng mà cứ say xỉn như vậy là mình cũng không dám luôn á, không dám quen ai luôn á. Cũng là một cái sự tổn thương đó, tại vì thật ra là sống trong cái hoàn cảnh đó thì Thủy hay anh hai như em nói đó, chắc chắn rằng là mình có những cái sự tổn thương về mặt tình cảm rồi. Nhưng mà có những người thì vượt qua được sự tổn thương giống như em, nhưng mà anh hai của em thì lại không làm được điều đó. Nên thành ra rằng là anh ấy lại, cái việc là tìm đến rượu đó đôi khi nó lại là một cái mà anh ấy không biết cách giải tỏa về mặt tâm lý như thế nào, thì cuối cùng anh ấy lại tìm đến coi như là muốn để quên cái thực tại đi. Nhưng mà rõ ràng thì rượu nó đâu có làm cho con người ta quên đi đâu. Nó chỉ làm cho con người ta mệt hơn, và sau đó thì lại tiếp tục những cái vòng luẩn quẩn như vậy. Nên có bao giờ Tài nghĩ rằng là ba con bị áp lực về cuộc sống nên ba con mới nhậu, chứ thực ra ba con thương con không? Con có nghĩ như vậy không Tài? Dạ có. Có bao giờ con chủ động con tìm đến ba, con nói chuyện với ba, con hỏi thăm ba này kia không? Dạ không. Không à, vì sao vậy? Vì có những lúc con sợ. Nhưng mà lúc mà ba tỉnh táo thì ba vẫn nói chuyện với con bình thường khi mà không nhậu á, đúng không? Dạ. Ba có bao giờ đánh con không? Dạ có. Hồi đó hay bây giờ? Dạ hồi đó. Ba có xin lỗi không con? Dạ có. Có xin lỗi là còn có khả năng thay đổi đó con. Dạ. Có điều là có những cái ức chế nó chưa được giải tỏa, có những cái gút mắc nó chưa có thông á. Thành ra là nó cứ như vậy hoài và cứ lừng sừng suốt bao nhiêu năm. Nhưng có lẽ là thật sự Vân nghĩ là người ngoài mà khuyên thì nó cũng kỳ. Nhưng mà em rất là mong nếu mà anh có xem được chương trình này, anh và chị luôn, thì thử xem là mình có thể thay đổi lại cuộc sống của mình được hay không. Tại vì tuổi thơ của con thì nó trôi rất là nhanh. Một ngày nào đó Tính Tài và em gái của con lớn lên rồi ấy, thì lúc đó có thể các con đã quen với cái chuyện chấp nhận những cái sự thiếu hụt rồi, thì các con sẽ không có còn cái nhu cầu để được chở che, để mà được ba mẹ ôm ấp vỗ về nữa đâu. Bây giờ có thì phải làm cho con càng sớm càng tốt. Và cô rất là mong nếu như con thật sự mà muốn nhắn gửi đến ba thì con có thể nói những lời đó vào lúc này. Dạ. Người đầu tiên con muốn nhắn nhủ đó là bà nội. Bà nội thì rất là thương yêu con và quan tâm đến con. Con muốn bà nội có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho em con và con. Thứ hai là Út. Con muốn Út có nhiều thời gian để chia sẻ với con và nhiều sức khỏe để đi làm. Người thứ ba đó là ba. Con mong là ba bớt nhậu lại để chăm sóc con và em con. Dạ con mẹ thì giữ gìn sức khỏe. Những lời nói chạm đến trái tim, và chúng ta rất là hy vọng rằng là ba mẹ, đặc biệt là ba của bé đó, khi mà nghe được câu này thì sẽ có một lúc nào đấy ba sẽ nhìn lại. Và rõ ràng là con cái là cái điều vô cùng tuyệt vời. Một cậu con trai và một cô con gái, với một người em gái rất là yêu thương và một người mẹ, thì chúng ta rất hy vọng rằng là ba của bé sau khi mà xem được chương trình này sẽ lắng nghe được những điều mà con muốn nhắn gửi đến ba. Và tất cả chúng ta đều hy vọng rằng là ba của con sẽ có thể là sẽ ít nhậu lại và có dành nhiều thời gian để quan tâm cho con nhiều hơn. Và chắc chắn rằng là con là một cậu bé rất là dễ thương. Vậy thì mỗi lần về thăm ba đó, nếu có thể con cũng cứ nói chuyện với ba nhiều hơn một chút xíu, để ba có những cái điều rất là khó nói hoặc là khó chia sẻ, nhưng mà khi mà con hiểu chuyện rồi, con chủ động nói chuyện với ba, thì biết đâu ba con sẽ hiểu nhiều hơn và có thể là sẽ từng bước làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Dạ. Và lúc đó thì con không chỉ là một chàng trai mạnh mẽ nữa, mà con trở thành một chàng trai mà tạo được một cái sự kết nối và thay đổi ở ba con. Dạ. Và chắc chắn là chúng ta tin rằng là ba con sẽ cảm nhận được và sẽ có những cái sự nhìn lại mình để càng ngày càng tốt hơn, bởi vì những cái điều con mong đợi nó rất là chính đáng. Dạ. Trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy rất là rõ sự bao dung của một người phụ nữ xinh đẹp, cô Út Thu Thủy, và sự cảm thông của một người con chịu rất nhiều thiệt thòi. Thật sự Vân trách ba mẹ của Tính Tài rất là nhiều.
Nhưng mà nói là nói như vậy thôi, chứ còn có những cái nỗi khổ riêng thì đúng là người ngoài cũng không thể nào hiểu hết được. Và đặc biệt là đối với Tấn Tài, sự cảm thông của con cái dành cho cha mẹ nó cũng rất là rộng lớn. Những cái lời con nói, con có trách, con có nợ giận, nó cũng rất là ít so với cái con đang mong đợi. Con vẫn rất là nhớ thương cha mẹ, con bỏ qua được những cái chuyện cũ, và con chỉ mong muốn rằng là ba con bớt nhậu lại vậy thôi, chứ con cũng không có dám đòi hỏi gì hơn. Cái sự cảm thông của con nó thật sự nó quá rộng lớn so với tuổi của con. Cô mong rằng những lời nhắn nhủ của con ngày hôm nay ba con sẽ tiếp nhận được, và dạ, mọi chuyện sẽ khác đi. Dạ. Cô rất là cảm ơn Tấn Tài đã kể cho cô nghe câu chuyện của con. Dạ. Mong là hai anh em con sẽ lớn lên thật là khỏe mạnh, vui vẻ trong vòng tay yêu thương của cô Út, của bà nội. Dạ. Và của cả ba mẹ con nữa. Dạ. Và cảm ơn cô Út rất nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của em. Thưa quý vị khán giả, đó chính là câu chuyện của bé Tấn Tài. Lần sau